Bà bầu ăn yến mạch được mệnh danh là siêu thực phẩm đối với sức khỏe, là loại thực phẩm ngũ cốc an toàn đối với thai kỳ. Nó chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho mẹ và bé. Hãy cùng tìm hiểu 6 lợi ích dưới đây để hiểu lý do tại sao bà bầu nên bổ sung yến mạch vào thực đơn của mình nhé. 1. Giàu năng lượng. Mỗi ngày, phụ nữ mang thai luôn cần một lượng lớn năng lượng. Trong loại ngũ cốc này còn có sự hiện diện của carbohydrate phức tạp. Carbohydrate này sẽ tiêu hóa chậm hơn so với các loại carbohydrate có trong loại thực phẩm khác. Bà bầu ăn yến mạch sẽ giúp giữ lượng đường trong máu luôn ở mức ổn định, ngăn ngừa nguy cơ đái tháo đường và tăng cân mất kiểm soát. 2. Giàu chất xơ. Táo bón là tình trạng phổ biến trong thai kỳ. Bà bầu ăn yến mạch sẽ giúp loại bỏ đi những lo lắng về vấn đề này bởi nó chứa một lượng đáng kể chất xơ hòa tan, giúp dễ tiêu hóa, cải thiện nhu động ruột và do đó điều trị táo bón hiệu quả. 3. Cung cấp nhiều khoáng chất. Kali, phosphor, canxi, selen là những khoáng chất có nhiều trong yến mạch. Mỗi khoáng chất này sẽ đem đến những lợi ích sức khỏe khác nhau. Nhìn chung, mẹ sẽ nhận được những lợi ích như là tăng khả năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe của xương, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển của bé. 4. Cung cấp nhiều vitamin cần thiết. Bà bầu ăn yến mạch không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn đem đến cho bạn một làn da khỏe mạnh. Với sự hiện diện của vitamin B1, E, chất béo và protein, mẹ bầu ăn yến mạch sẽ có một làn da khỏe mạnh và gương mặt bừng sáng vì hạnh phúc. 5. Giàu axit folic. Trong số các vitamin và khoáng chất, axit folic là chất dinh dưỡng mà mẹ nhất định phải bổ sung trong thời gian mang thai. Axit folic rất cần thiết cho sự phát triển của hệ thần kinh và não bộ của bé. Bà bầu ăn yến mạch có rất nhiều axit folic, do đó mẹ nên bổ sung loại thực phẩm này vào chế độ ăn của mình. 6. Giàu chất sắt. Bà bầu ăn yến mạch không còn nỗi lo bị thiếu máu, bởi một chén ngũ cốc này sẽ đáp ứng khoảng 10% chất sắt mà cơ thể cần mỗi ngày. Với những lợi ích sức khỏe trên, mẹ bầu nên thêm ngũ cốc dinh dưỡng này vào chế độ ăn để đảm bảo sức khỏe của bạn và sự phát triển của bé. Mặc dù yến mạch rất tốt cho sức khỏe của mẹ và bé, nhưng nếu ăn quá nhiều, bạn sẽ có nguy cơ gặp phải một số vấn đề sau: gây khó tiêu và tiêu chảy. Nếu bị dị ứng với gluten và đang mang thai thì mẹ cũng có nguy cơ bị dị ứng với yến mạch. Do đó nếu muốn dùng yến mạch, hãy chọn những giải pháp thay thế khác. Mẹ chỉ nên ăn với một chế độ hợp lý khoảng 3 đến 4 lần một tuần. Mẹ bầu nên ăn nhiều trong những tháng đầu của thai kỳ. Khi mua loại ngũ cốc này, mẹ nên chọn những loại nguyên chất để có thể nhận được trọn vẹn chất dinh dưỡng. Ngoài ra, để tránh tình trạng nó bị mốc, hư hỏng, mẹ chỉ nên mua vừa đủ. Khi nào ăn hết hãy mua tiếp. Khi dùng xong nên bảo quản trong túi hoặc hộp kín để nơi khô ráo, thoáng khí. Ngoài dùng yến mạch cho mẹ bầu, bạn nên chú ý bổ sung những thực phẩm khác vào bữa ăn để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.